X51 Story mến chào quý thính giả. Phần lớn các câu chuyện liên quan tới việc Cao Biển trấn yểm tập trung vào các yếu tố ma mị, kỳ ảo, vẽ nên hình tượng về một phù thủy giỏi thuật số, thông địa lý, kiêm nhiệm tướng quân, một thầy phép gian xảo ác độc nổi tiếng xứ Trung Hoa muốn trấn yểm Long Mạch An Nam, để xứ này mãi mãi phải lệ thuộc vào Thiên Triều. Tuy nhiên trong chính sử không hề có ghi chép về việc Cao Biển được phái sang An Nam với mục đích trấn yểm. Những thông tin về việc trấn yểm đều chủ yếu đến từ các tác phẩm chí dị dân gian. Trong chính sử, Cao Biển là một người được phái sang xứ An Nam để ngăn chặn sự xâm lược của quân Nam Chiếu. Tức là kẻ thù của Cao Biển không phải là dân chúng An Nam mà là giặc Nam Chiếu. Vậy Cao Biển đối với nước Nam được xét là công hay tội? Tân Đường thư Cao Biển truyện chép, Cao Biển, tự Thiên Lý, là cháu của Nam Bình quận Vương Sùng Văn, từ nhỏ đã rất mực lễ nghi nghiêm cẩn, lại ham chuộng văn học, giao du với các nho sĩ, hăng hái đàm luận đạo trị nước, người trong hai quân lại càng khen ngợi. Biển làm chức tư mã dưới trướng Chu Thúc Minh. Năm Hàm Thông thứ 5, tức năm 863, quân Nam Chiếu, tức nước Đại Lễ bấy giờ, đánh chiếm An Nam, lúc đó nằm dưới sự cai trị của nhà Đường. Năm Hàm Thông thứ 7, tức năm 865, Cao Biển phụ mệnh Đường Ý Tông tiến công, thu hồi lại được toàn bộ lãnh thổ An Nam từ tay Nam Chiếu. Vua Đường thăng Cao Biển làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, giao cho cai quản cả Giao Châu và Quảng Châu. Sau khi nhậm chức, Cao Biển cho bồi đắp thêm các thành trì to và kiên cố hơn trước, từ đó quân Nam Chiếu không còn dám tấn công An Nam nữa. Chuyện Cao Biển được phong chức dẫn quân đánh Nam Chiếu, nhưng ban đầu ông án binh để tìm hiểu tình hình quân địch, khiến ông bị sảm tấu là hèn nhát không chịu tiến quân, bị triều đình gọi về hạch tội. Trên đường về kinh, ông đã làm bài thơ Nam Chinh Tự Hoài bày tỏ nỗi lòng. Dẫn quân vạn dặm vượt hải môn, ngày nay cơ hội báo hoàng ân, trở lại cho đến can qua hết, chẳng để chiến bào vết lệ rơi. Hải môn là cửa ải từ Quảng Châu sang Giao Châu. Các sử gia trung đại đều khen ngợi công lao Cao Biển đánh bại được quân Nam Chiếu, giải cứu giải đất phía Nam khỏi cái họa cướp giết tàn bạo. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỳ, Kỳ Thuộc Tùy Đường chép. Một Lý Trác tham bạo mà dẫn đến mười mấy năm bị tai họa người Man, huống chi lại có kẻ bạo ngược hơn cả Lý Trác nữa. Một Cao Biển đốc soát bộ thuộc mà chém được vài vạn quân giặc Mạnh, huống chi lại có người giỏi hơn Cao Biển nữa. Cho nên chắc không thể bảo toàn được mình, mà Cao Biển thì giữ thành Xương Vương, người khéo trị nước phải nên cẩn thận việc chọn người. Cao Biển ở đất Giao Nam ta, đánh tan quân Nam Chiếu, cứu vớt nhân dân công ấy thực là lớn lắm. Sau khi đánh bại quân Nam Chiếu và tiếp quản cai trị xứ An Nam, Cao Biển cho xây dựng nhiều thành quách, khai thông đường xá, trong số đó, tiêu biểu nhất phải kể đến việc cho Đắp La Thành. Cao Biển giữ phủ Xương Vương, Đắp La Thành vòng quanh 1982 trượng lẻ 5 thước. Thân thành cao 2 trượng 6 thước, chân thành rộng 2 trượng 5 thước, bốn mặt thành đắp các nữ tường nhỏ trên bốn mặt thành cao 5 thước 5 tấc, lầu nhìn giặc 55 sở, cửa ống 6 sở, cửa nước 3 sở, đường bộ 34 sở. Lại đắp con đê vòng quanh dài 2.125 trượng 8 thước, cao 1 trượng 5 thước, chân rộng 2 trượng, cùng làm nhà cửa hơn 40 vạn gian. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ, Kỳ Thuộc Tùy Đường. Biển đắp thành An Nam, chu vi 3.000 bộ, dựng nhà hơn 40 vạn gian. Biển thấy từ Nam Hải đến Giao Châu có đá ngầm ẩn dưới nước thường làm đắm những tàu lớn, bèn cho đục phá đá đi, thuyền bè của dân cư Giao, Quảng đi lại đều được bình an. Theo Việt Kiệu Thư, việc lựa chọn vị trí xây dựng La Thành của Cao Biển đã được vua Lý Thái Tổ ngợi khen hết lời trong chiếu rời đô. Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hồ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Cao Biển đã cho xây tổng cộng 3 tòa La Thành, An Nam, Thành Đô và Dương Châu. Dưới sự chỉ đạo của Cao Biển, các công trình này đã có nhiều điểm sáng tạo, khắc phục được những nhược điểm của địa hình. Ví dụ như khi xây dựng La Thành ở Thành Đô, do đất thục không tốt, Cao Biển đã sử dụng gạch ngói bó bên ngoài để làm chắc tường thành. Với La Thành tại An Nam, Cao Biển đã khắc phục được nhược điểm đất đai trũng thấp dễ ngập úng, độ ẩm duy trì cao và thường xuyên có mưa lũ. Tại di tích La Thành của An Nam, đã phát hiện được những cửa nước có kết cấu cột gỗ rất giống nhau, vừa để thoát nước, vừa để tận dụng làm các hào phòng thủ. Đây rất có thể chính là nguyên nhân tồn tại những cọc gỗ bị đồn thổi là vật trấn yểm trong cuộc khai quật năm 2001.
La Thành tạo nền móng cho các tòa thành Thăng Long lớn hơn về sau, giúp vùng đất trung tâm của đồng bằng sông Hồng này giữ được vị trí thắng địa, trở thành thủ đô của nhiều triều đại liên tiếp trong lịch sử Việt Nam. Cao Biển còn cho xây dựng hai tòa thành nhỏ là thành Ngà Lữ và thành Phúc Hòa ở khu vực Cao Bằng để ngăn chặn sự xâm nhập của quân đội Nam Chiếu từ phía Tây Bắc vào An Nam. Ngoài ra, còn dấu tích về một tòa thành do Cao Biển khởi công tại núi Kim Ngưu, Quế Võ, Bắc Ninh, núi Kim Ngưu thuộc tỉnh Vũ Ninh, có đá sắc đỏ ánh kim, ban đêm phát sáng. Tương truyền Cao Biển tính xây một thành ở nơi này, đang đào núi, khơi sông, bỗng thấy từ đâu một con trâu vàng chạy qua rồi đứng đó. Theo An Nam Chí, quyển 1, sông và núi. Không những thế, Cao Biển còn cho sửa sang hệ thống kênh rạch, phục vụ giao thông vận tải. Đinh Hợi, đường Hàm Thông năm thứ 8, mùa xuân, tháng riêng, Cao Biển đi tuần thị đến Hai Châu Ung, quảng thấy đường biển có nhiều đá ngầm làm đắm thuyền, vận chở không thông, bèn sai bọn nhiếp trưởng Sử Lâm Phúng, Hồ Nam tướng quân Dư Tồn Cổ đem quân bản bộ và thủy thủ hơn 1000 người đến đục đá khai đường, bảo rằng, đạo trời giúp người thuận, thần linh phù kẻ ngay, nay khai đường biển để giúp sinh dân, nếu mình không theo lòng riêng thì có gì khó, các đô hộ thời trước không khao thưởng quân sĩ, giữ phép không vững, làm sai lời hứa, trái ước hẹn, mưu lợi riêng, cho nên mọi người đều trễ biếng, nay ta không như thế, chỉ cốt làm cho xong việc của nhà vua mà thôi, kênh bèn đào xong, vì thế gọi là kênh Thiên Huy. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỳ, Kỳ thuộc Tùy Đường. Cao Biển còn cho đào Hồ Kim Ngưu ở huyện Tế Giang, nay là Văn Giang, Hưng Yên. Hồ Kim Ngưu nằm ở huyện Tế Giang, trước có con trâu vàng từ tỉnh Vũ Ninh chạy đến đứng ở chỗ này. Quan nhà Đường là Cao Biển phái người đến đào đất ở đó, làm thành một cái hồ. Theo An Nam Chí, quyển 1, sông và núi, các công trình này đều mang mục đích giúp nhà Đường củng cố quân sự tiện cho việc cai trị xứ An Nam, đồng thời cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân An Nam nên được các sử gia trung đại ca ngợi. Việc Cao Biển đào kênh sao mà kỳ dị thế? Đó là việc làm hợp lẽ, cho nên được trời giúp. Trời là lẽ phải, đất có chỗ hiểm, chỗ bằng, đó là lẽ thường. Sức người có thể vượt hiểm được, đó cũng là lẽ thường. Nếu hiểm mà không vượt được thì trời phải nhờ đến tay người làm gì? Vua Vũ trị thủy, nếu không hợp lẽ thì trời do đâu mà tác thành được? Đất do đâu mà bằng phẳng được? Công hiệu đến mức rùa sông Lạc hiện điềm lành, thế không phải là trời giúp ư? Xem như lời của Biển nói, nay khai đường biển để giúp sinh dân, nếu không theo lòng riêng thì có gì khó? Lòng thành phát ra từ lời nói, thì lời nói ấy há chẳng là thuận ư? Lòng tinh thành thực cảm thông đến cả vàng đá, huống nữa là trời. Việc gì trời đã giúp sức là thuận. Kinh dịch nói, giữ điều tín mà nghĩ điều thuận, thì trời sẽ giúp cho, đều tốt cả, không có điều gì bất lợi. Thế thì việc xét đánh đá lớn để giúp chẳng có gì là lạ cả. Theo Ngô Sĩ Liên Bình, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỳ, Kỳ thuộc Tùy Đường. Cao Biển ở đất giao Nam ta một thời xây đắp La Thành làm vững đô ấp mãi mãi, công ấy thực là lớn lắm. Còn như khai thông đường vận chuyển, đặt nhà trạm xứ, tất cả những việc ấy đều là theo phép công mà làm, không có một chút lợi riêng. Tinh thần chí khí khi ấy có thể cảm kích được quỷ thần trở thành linh ứng. Xét đánh tan đá thực là trời giúp để biểu dương sự siêng năng của ông. Thời Ngũ Đại, Vương Thẩm Chi ở đất Mân, người buôn bản của Man Di qua lại trên biển bị ngăn trở ở Hoàng Kỳ, một đêm xét đánh mở ra thành cảng. Người Mân quy cho là nhờ đức độ của Thẩm Chi cảm thấu đến trời, nên mới gọi là cảng Cam Đường. Việc của Biển thực giống việc này. Theo Ngô Thị Sĩ Bình, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Ngoại Kỳ, Kỳ nội thuộc Tùy Đường. Như vậy, theo chính sử, Cao Biển có công lao to lớn với dân Việt, bởi vậy ông mới được tôn kính là Cao Vương, Phan Huy chú từng cảm thán. Về sau cuối đời Đường có Cao Biển sang cai trị, đánh phá nước Nam Chiếu, đắp thành Đại La, xẻ cảng, khơi ngòi, làm lợi cho một thời. Công nghiệp tốt ấy đời sau hãy còn khen ngợi. Những công trình được lưu lại cho thấy Cao Biển là một nhân vật có nhiều công đức với dân An Nam thuở đó. Ông đã đánh bại quân Nam Chiếu, trả lại sự bình an cho vùng này, và trong quãng thời gian cai trị với cương vị tiết độ sứ, Cao Biển đã cho xây dựng nhiều công trình có tầm vóc quan trọng với cuộc sống của dân chúng. Sử liệu không hề có ghi chép về việc gì xấu xa hay tàn ác của Cao Biển khi cai trị An Nam, ngược lại các sử gia đều không tiếc lời khen ngợi công lao, tôn vinh tài đức của ông. Ông được tôn thờ là Cao Vương, dù ông chưa từng xưng vương mà chỉ làm trọn trách nhiệm của một vị quan cai trị. Liệu giới tinh hoa xứ An Nam trong suốt lịch sử trung đại có thể dành thái độ kính trọng như vậy đối với một kẻ sang trấn yểm để phá hủy phong thủy nước Nam như các câu chuyện đồn thổi không? Theo sử sách ghi lại, Cao Biển còn là một người hết mực tôn kính thần linh. Điều này cũng được thể hiện khá rõ trong các hành động cúng dường của Cao Biển đối với các thần bản địa trong thời gian tại chức An Nam. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỳ, Kỳ nhà Thục chép, Cao Vương cho sửa lại đền thờ, tạc gỗ làm tượng gọi là Lý Hiệu Úy.
để ở xã Thụy Hương, huyện Từ Liêm. Trong những lời đồn đại, Cao Biền là một kẻ chuyên trấn yểm, dùng tà phép, nhưng thực tế lại cho thấy ông vẫn được tôn thờ tại nhiều nơi khắp xứ này như một vị anh linh. Làng Phương Nhị ở Hà Nội đến nay vẫn còn thờ Cao Biền như thành hoàng, đình Phương Nhị. Ngài hiệu là Cao Vương, tự là Thiên Lý Thần, tên húy là Cao Biền. Ngài là nhân thần, những công việc của Ngài làm, trước sau đều đã chép ở Đường Sử và Việt Sử, công lao rất nhiều, ơn trạch rất rộng, nói ra không xiết, nay chỉ lược chép mấy nhời, trong lịch sử sự tích của Ngài mà thôi. Thừa phụng sao sự tích, Chánh Hương Hội Nguyễn Châu Tuệ. Theo thần tích làng Phương Nhị, Tổng Ninh Xá, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông năm 1938. Cách đó không xa, làng Kim Lan thuộc Gia Lâm cũng là một nơi thờ Cao Biền làm thành hoàng và như vị tổ mì gốm. Khi thấy ở Kim Lan, nhà nhà giàu có, ông, Cao Biền, cho quân lập doanh trại để ở, cùng dân canh tác, khuyên dạy dân trồng dâu nuôi tằm, nạn đất đốt nung lò gốm sứ. Đồng các đại học sĩ Nguyễn Bính, thần tích làng Kim Lan. Nhờ có Vương mà sau này người trong nước thông thạo địa lý, biết tính toán đất đai trong nước có 300-400 xã lập miếu thờ, riêng Bắc Ninh cũng có hơn 100 chỗ. Bắc Ninh phong thổ tạp ký, mục đường cao đô hộ bột hải công vương. Lễ hội Nam Trì tại Hưng Yên được tổ chức vào tháng 3 âm lịch, là lễ hội tế thần có nguồn gốc từ khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên của Nam Trì Trang, nay là làng Nam Trì, tỉnh Hưng Yên, dân gian gọi là lễ hội Bảo, Lang, Biền. Đây là ba vị thượng đẳng phúc thần rực Bảo Trung Hưng bàn cành thành hoàng đại vương thờ tại đền Nam Trì, trong đó Biền chính là tướng quốc Cao Biền. Thậm chí, cả những vùng xa xôi hơn, không giáp danh với Hà Nội như Tuyên Quang cũng tồn tại sự thờ cúng Cao Biền. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, trên núi Biền đến giờ vẫn còn đền thờ ông. Biền Sơn, ở cách lỵ sở phủ Yên Bình 5 dặm về phía đông, hai ngọn núi song song nổi cao theo một dãy, trên có đền thờ Cao Vương. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 23, tỉnh Tuyên Quang, tiểu mục núi sông. Một số câu chuyện chí dị cho thấy Cao Biền tỏ ra kính trọng với thần linh phương Nam và được họ phù trợ. Đến lúc Cao Biền dẹp giặc Nam Chiếu, Lý Ông Trọng hiền linh cứu trợ, Cao Biền bèn sửa sang lại đền miếu, tạc gỗ làm tượng, gọi là đền Lý Hiệu Úy, nay gần bên sông lớn, thuộc xã Bố Nhi, huyện Từ Liêm, cách phía tây kinh thành khoảng 50 dặm, Bố Nhi nay là xã Thụy Hương. Theo Lĩnh Nam Trích Quái, Lý Ông Trọng truyện, trong các bộ chính sử, thầy đều khắc họa Cao Biền là một người biết lễ nghĩa, có một tấm lòng ngay thẳng, có cái tâm trí công vô tư nên được thần linh phù trợ. Cao Vương nhà Đường tức Cao Biền dẹp nước Nam Chiếu, khi đưa quân về qua châu Vũ Ninh, đêm nằm chiêm bao thấy có người lạ tự xưng là Cao Lỗ, nói. Ngày xưa giúp An Dương Vương, có công đánh lui giặc, bị Lạc Hầu rèm pha, phải bỏ đi, sau khi chết, trời thương không có tội gì, ban cho một dải núi sông này, cho làm chức quản lĩnh đô thống tướng quân, làm chủ mọi việc đánh dẹp giặc giã và mùa màng cày cấy. Nay theo Minh Công đi dẹp yên quân giặc lại trở về bản bộ. Không có lời từ biệt thì không phải lễ, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ, Kỳ Nhà Thục. Những chuyện này đều xoay quanh khoảng thời gian Cao Biền dẹp Nam Chiếu. Với sự phù trợ của các thần linh phương Nam, Cao Biền đã giành được chiến thắng và ông cũng đáp lễ họ bằng cách xây dựng các công trình thờ tự hoặc phổ biến sự thờ cúng của họ. Như vậy, trái ngược với hình tượng phản diện về một thầy phù thủy xấu xa, giỏi thuật phong thủy, cao tay nghề trấn yểm, chuyên tìm cách phá hoại long mạch của nước ta, trên thực tế, Cao Biền là một anh linh được nhiều nơi tôn thờ và xem trọng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Cao Biền không đến An Nam để trấn yểm mà để chống quân Nam Chiếu xâm lược. Sau khi thu hồi An Nam, ông được phong chức cai quản Giao Châu và Quảng Châu. Cao Biền còn cho xây thành kiên cố, giúp ngăn chặn quân Nam Chiếu tấn công. Dù bị triều đình gọi về hạch tội vì án binh bất động, nhưng Cao Biền đã làm bài thơ Nam Trinh Tự Hoài bày tỏ nỗi lòng. Các sử gia đánh giá cao công lao đánh bại quân Nam Chiếu của ông.